Sài Gòn xuống rồi. Nhũng mày cái ái thôi. Đi. So guys, this is our last day in Saigon. We're gonna go for a nice coffee, a nice view. Look, Saigon was nice to us. Đúng không? Đúng rồi. Thấy mặt thấy nhũ nhiều quá. Mới thức dậy rồi thấy biết rồi nè. Con say ke. And yeah, so our cousins is linking us up. And that's gonna be our last moment together. And this is just walking with the buses and the motorcycles just behind me right now. So at the last spot here. Hôm nay là anh Hiệp đãi mình uống cà phê sữa đúng không anh? Dạ. Em Bi ơi, anh đúng rồi. Giờ đi em Bi vô là. Đúng rồi. Ô, ba cà phê sữa nha. This is an amazing coffee right here in front of us, guys. Food! Mua bánh mì kìa. Mua bánh mì kìa. Bánh mì. Hello. Good morning. Hello, hello, hello. It ain't a Vietnamese vlog without food. Này bánh mì. Bánh mì bự quá vậy. Oh, Pelak. Sao sẽ bị lít là. Cái này á, thấy chưa? That's for you, bro. Bam! Oh. Soy gà. Đúng rồi. I want to eat pork. Halal. Okay, let me try it. Look how much chicken you guys have in front of you guys right there. Look at this. Bam. 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 Good morning. Thấy không phải giống người Việt luôn á, làm makeup kiểu Hàn Quốc phải không? How big it is? Look at this. Wow, cảnh Việt Nam đúng Sài Gòn đẹp quá. Sông ở Sài Gòn rất là đẹp, đường cảnh nên thơ và rất là nhiều rác. Tháng năm dài, yêu đến khi ngừng hơi thở.